đọc cái comment mà sang chấn tâm lý luôn á mấy bà. Khó vậy mà bà cũng nghĩ ra. Không mấy bà cho em khất được không? Chứ em kiếm không ra cái trái đó để em mua hạt giống và em ươm, khi nào có trái mời bà sau nha. À, hôm nay sẽ mời bà ăn quả hạnh phát tài. Hai trái, hai mấy trái chín ăn thôi, còn mấy trái nhỏ nhỏ mình để cho nó đẹp. Tắt nhà chồng. Chín vàng luôn, mọng nước luôn. Cái mặt em đang gồng á. Chứ còn trái này là nó chua thiệt nha. Bình thường mà em ăn là em sẽ ăn mấy cái trái mà nó mới vừa bự thôi á, cái tép nó chưa có bung, nó chưa có mọng nước á, thì mình ăn nó chỉ tê tê đắng đắng thôi mọi người. Còn cái trái này nè, nó mọng nước chua. Quay trực tiếp cái túi xoài cho mọi người xem, chứ để mọi người bảo chứ em đổ ra dĩa em chọn miếng ngon không. Xoài ngon, chất lượng, mọi người cứ thử đi mọi người sẽ thấy ha. Đó. Miếng xoài rồi. Xoài nhà em là xoài nguyên vị ít đường mọi người nhé. Đã. Miếng xoài nhà em mấy chị nhận về đảm bảo mê ghiền luôn. Nó còn cái độ tươi, nó còn cái độ tươi nè. Một túi nửa cân nên mua xoài em sẽ để ngay đây nè. Mọi người chỉ cần bấm vào trong đây, mọi người chốt của em nha. Mọi người chốt 2-3 túi, 4-5 túi về mọi người ha. Chứ còn mọi người mua một túi là hối hận như bả đó. Hối hận vì không đặt nhiều. Để bây giờ qua này đặt lại phải chờ chứ mấy ngày mới nhận được. Rồi em mời mọi người chốt đơn xoài với em.